mến chào cả nhà, kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Kiệt, anh Minh và anh Trí đến quay cưa cây bạch đàn. Thì cây bạch đàn này cũng khá to, nằm sát bờ ganh. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nhóm sẽ cưa cây bạch đàn này như thế nào nha. Chọt. Em Chí sẽ là người leo lên cưa, mình cưới anh Kiệt và mình sẽ hỗ trợ cho anh Chí nha. Cái da cây bạch đàn này rất là trơn nha. Bên dưới anh Kiệt cũng nói chị mới cưa lên trên. Dưới đâu? Cái đằng này nè. Lâu lắm mới về được một cây bạch đàn lớn nhất. Cây này lớn khu này, lớn nhất khu này luôn. Bạch đàn này giá sẵn quá chứ. Thì em chỉ đứng ngay chân còn hai đọt, còn giữa có hai đọt. Ở ngoài sông
được, với chủ nhà cũng bán cái bạch đàn này nhưng mà vô sâu quá cũng không ai chuyển ra được cái này nữa. Mình đang này rất là giòn nè, cả nhà thấy em Chí đứng lên mà những cái nhánh mà em Chí bẻ nhỏ nhỏ nghe không, lớp lớp luôn á, lên cao dần. Cái vườn sầu riêng của bà con ơi, vườn sầu riêng trái rất là nhiều luôn á. Chính vậy mà em Chí, chính vậy mà bà con nông dân mình cưa những cái cây lớn á, nó không có che ánh sáng để trồng những cây sầu riêng á, chứ lại cưa những cây mà không có hiệu quả giống như cây cóc đồ. Lấy cái giỏ kéo qua cái cưa qua luôn ha, cóc xoài là non nữa cả. Tới đâu hay tới đó thì miễn có luôn thu nhập cho bà con được rồi cả nhà ơi. Giờ đứng gần là những cái nhánh nó có gió bay sẽ trúng mình. Cắt lá dài bắt đầu nha. Bên đây là vườn khổ qua chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Nên là bắt buộc em Chí phải cưa để dọn những cái nhánh. Thank you.
Cái đọt xuống đó luôn đó. Rất nhanh em chỉ là cũng đã trình chiến này cũng còn trẻ nha cả nhà, nhưng mà cái thao tác rất là nhanh, kỹ thuật cao. Một lắm sẽ buộc thì nói thêm một sợi dây nữa cả nhà, để em chiếc cưa bên dưới gịch cho nó rớt là đúng hướng nha. Em kia cho cửa đá cái phần
ta buộc cái sợi dây lên phần cái bình ga này. Cây lóng cây anh mình giật nó rớt xuống đây cũng bên đây trống cả nhà. Mình đã kéo mấy cây xuống cho anh Chí rồi, anh Chí cũng đã buộc
đúng như cái hướng không? Này giờ thấy đẹp quá anh Minh. Bạch đàn lõi đỏ. Lõi đỏ ha, nó đặc luôn ha. Đặc luôn, ngon luôn. Nãy cưa bên trong thấy mềm mềm mà tưởng nó bọng chứ. À, nó rất là đẹp luôn đó cả nhà. Đẹp đẹp đẹp. Siêu đẹp luôn. Thật là bất ngờ cưa cây bạch đàn bên trong á, cái lõi nó màu đỏ nha. Thì nhóm cũng đã hoàn thành xong cây bạch đàn này, rất là đẹp luôn, cưa cũng rất là ok luôn. Mình cũng xin kết thúc video tại đây, tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video mới mới. Chào, video mới tiếp theo, những clip tiếp theo anh Minh đó.